Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietplus.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Email của bạn đọc Mai Linh ở địa chỉ em vẫn như ngày xưa /vttl. Đọc xong truyện ngắn Trời cho trò chơi, tự nhiên thấy lòng hơi buồn. Có lẽ mình đã buồn cho cô gái trong câu chuyện của bạn, buồn cho những trái tim không đập cùng nhịp. Tôi tìm em tìm ai? Đó là sự ngang trái, nghiệt ngã trong tình yêu. Vì thế người ta mới nói là tình yêu có nhiều màu sắc, cùng bậc khác nhau. Khổ đau có, hạnh phúc có. Hy vọng cuối con đường hạnh phúc, bạn sẽ tìm thấy một nửa yêu thương của mình. Chúc bạn hạnh phúc. Thể theo nguyện vọng của rất nhiều bạn đọc, hôm nay Blog Radio xin chuyển thể truyện ngắn Trời cho trò chơi của bạn đọc Anh IT.Phùng thành chương trình Blog Radio số 33 với tên gọi Tôi tìm em tìm ai. Và nếu bạn có đang sống trong một tình yêu không chung nhịp đập, hãy cùng sẻ chia tâm sự về câu chuyện của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi tìm em tìm ai? Tôi nhìn em, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa đầy u uất. Vậy mà em nói em hạnh phúc. Tôi xót xa. Giọng em đều đều như cô phát thanh viên. Em kể với tôi mà như đang nói một mình. Cái cô bé vốn mỏng manh dễ vỡ òa trong em đâu mất. Lúc này trước tôi, em cố chấp và có sự chịu đựng đến bền bỉ. Quán cà phê tối thứ bảy tấp nập hơn, ngọn nến trên bàn leo lét cháy. Tôi bước lại gần Nam, đón tôi bằng một câu hất hàm quen thuộc. Ơ, mày. Đó là cái thứ ngôn ngữ quen thuộc của mấy thằng lãng du. Khi rời khỏi bốn bức tường của văn phòng, hôm nay chỉ có tôi và Nam, cà phê và nhạc nhẹ. Tôi ngồi xuống, đốt cho mình một điếu thuốc và nhả ra những vòng khói điệu nghệ và im lặng. Mày hôm nay lạ thế. Ê. Thằng này điên, hôm nay mày ăn nhầm gì à? Những vòng khói bay là lá trước mắt tôi. Tao đang nghĩ, liệu những thằng như mình có khi nào cảm thấy yêu hết mình, yêu chân thành được nữa không nhỉ? Thằng này điên. Nam cười, một điệu cười đầy ngạc nhiên, xen lẫn chút mỉa mai. Ai biết đâu ngày mai. Với Lam thì mày cũng thế à? Tao không biết, thấy thích thì yêu, với cả người ta cũng chấp nhận thế. Không gian dường như trùng xuống, tiếng nhạc cũng im bặt trong sự chuyển giao. Tôi cầm cốc cà phê xoay tròn trong tay, nhìn cái màu nâu sẫm sẫm, óng ánh. Tôi nhớ ánh mắt của em. Có khi nào mày thấy cảm giác tội lỗi? Nam nhìn ngả người ra sau ghế, thở dài đánh thượt rồi nói. Cũng có lúc, nhưng cảm giác nó trôi nhanh lắm. Cuộc đời khiến những thằng như mình không có thời gian để nghĩ lại đâu mẹ ạ. Nghĩ làm gì cho nó đau đầu. Kệ. Bề ngoài, em là một cô gái bình thường, đủ để gọi là đẹp nhưng không ấn tượng, không dễ để lại chú ý cho ai đó gặp lần đầu. Em sống khá cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của em là những vòng tuần hoàn khép kín với chừng ấy quy tắc, chừng ấy công việc. Nói tóm lại, em là mẫu người không có trong list friend của những thằng như chúng tôi. Vậy mà em đã xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên, bình thường. Tôi nhìn em bằng con mắt lạ lùng và những nụ cười khó hiểu. Nhưng em nhạy cảm và dịu dàng đến lạ lùng, chịu đựng đến bền bỉ. Không bao giờ em cáu, không bao giờ em đòi hỏi, cũng không chờ đợi món quà hay bất kỳ sự giúp đỡ gì, kể cả điều đó từ Nam. Em nói, em không đòi hỏi gì bởi cái có được từ sự đòi hỏi chỉ là trách nhiệm, là phải làm. Em muốn người ta tự đem đến cho em, anh ạ. Em ngốc quá, nếu như thế thì cả đời em chờ đợi. Phải có lòng tin chứ anh. Em có giấu kín những mong muốn của em đâu mà người ta không biết. Tình yêu tự biết tìm đường anh ạ. Lúc đó tôi không hiểu cô gái bé nhỏ và mong manh như em lấy đâu ra cái sức sống và niềm tin mãnh liệt đến như thế. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hai từ dành cho em là hâm và ngốc. Tôi đi tìm câu trả lời nhưng chẳng bao giờ thấy. Có lần tôi nói với em, này nhóc, em bướng bỉnh và cố chấp thế, em lấy đâu ra cái sức mạnh để mang trên vai nhiều thứ như thế.
Lúc đó em chỉ mỉm cười. Và tôi bắt đầu để ý đến em. Em biết tất cả những gì mà những thằng như tôi đang suy nghĩ. Em không phán xét, nhưng hay cười. Nụ cười đó khiến tôi thấy tim mình se sắt. Em biết mà em vẫn làm. Em biết mà em vẫn đi. Em biết mà em vẫn im lặng. Thế đấy, em xuất hiện bên cạnh tôi như sự thất yếu trong những cuộc vui, những cuộc liên hoan, khi mà nam cần một người bên cạnh. Nằm nghe nhạc mà tôi cứ như người trên mây, chẳng lọt được vào đầu điều gì. Những cuộc tình, những cuộc hẹn hò ngắn ngủi dần rồi cứ vụt ra khỏi tay. Tất cả chạy ngang qua đầu tôi như một cuốn phim được tua nhanh. Tôi nhớ có lần em nói với tôi: "Kệ tay anh hở quá, mà anh thì không biết chụm nó lại. Anh có biết tình yêu giống như những hạt cát trắng, rất mịn, rất mát, nhưng cũng rất dễ tuột đấy. Nhẹ nhàng nó sẽ trôi." Tôi đã phì cười vì cái triết lý của em, và nói em thật ngốc, vì em cũng đang yêu một thằng giống tôi. Lúc đó tôi mới hỏi em: "Vậy em không sợ hạt cát là em sẽ trôi ra khỏi tay nam sao?" Em cười, nghiêng đầu, nụ cười buồn nhưng đầy tự tin. "Sợ chứ anh, càng sợ em lại càng thấy mình cần cố gắng. Em sẽ chụm tay lại, sẽ giữ hộ anh ấy." Tôi nhìn em thật là đặc biệt. Với chiếc điện thoại gọi cho nam, máy ngoài vùng phủ sóng. Gọi cho em một mình. Em lặng lẽ xúc từng thìa kem, chiếc thìa bé xíu cứ cẩn mẫn đưa lên, đưa xuống. Em ăn như để nuốt đầy lồng ngực sự lạnh giá. Dù em không nói, tôi cũng hiểu. "Nếu em thấy mệt mỏi thì hãy đi xa đi, anh sẽ giữ nam giùm cho." "Này nhóc." Em ngẩng đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới phát hiện có một giọt nước nhỏ đọng lại trên mi em. "Em không đi đâu anh ạ, em sẽ chờ, em chờ được mà. Chẳng qua vết thương của nam nhiều quá, mà em thì lại quá vụng về." Mỗi lần gặp em, mỗi lần nhìn thấy em, dù là một mình hay tay trong tay với nam, tôi lại lặng lẽ nhìn. Tôi xót xa, bởi vì hơn ai hết, tôi cũng hiểu tôi và cái thằng bạn tôi nó như thế nào. Đã hơn một lần tôi muốn nói: "Dừng lại đi, cô bé." Hơn một lần tôi muốn kéo em về phía tôi. Hơn một lần tôi muốn được lau khô những giọt nước vô tình đọng trên mi em. Hơn một lần tôi đứng dưới ban công nhà em, lặng lẽ nhìn bóng em mải miết, cặm cụi trên chiếc bàn. Bóng em hắt ra, lẻ loi nhưng bền bỉ. Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ lãng du. Con đường đầy lá rụng, gió xào xạc thổi tung thành những đợt sóng lá. Ánh đèn đường hắt ngang khiến con phố mang một màu sắc đến quạnh quẽ. Em đã trở về trong căn phòng riêng của em với những lo toan và mệt mỏi. Đèn phụt tắt, em mang theo một giấc mơ. Tôi thở dài, nhả ra những vòng khói điệu nghệ. Tôi tìm em tìm ai? Các bạn vừa nghe truyện ngắn "Trời cho trò chơi" của bạn đọc Anh IT.Phụng, được chuyển thể thành Blab Radio. Tôi tìm em tìm ai? Tình yêu đôi khi được ví như trò chơi đuổi bắt. Người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không lấy một lần ngoái lại để nhìn một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi vấp ngã. Câu chuyện của ngày hôm nay một lần nữa nhắc chúng tôi nhớ tới lời thoại trong Blab Radio "Khoảng cách ngày tình nhân", câu nói của tác giả Mây Mây. Vậy hóa ra khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự sống và cái chết, mà là khi em ở bên cạnh tôi rồi nhưng tôi không hề hay biết. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blab Radio theo địa chỉ email blabviet@vsc.com.vn. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc "Nhật ký" sáng tác và thể hiện ca sĩ Thủy Tiên. Blab Radio được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Gà Quậy, Kỳ Phong và nhóm sản xuất Darling Studio. Và rồi khi anh đứng đó, đứng lặng im trước sân nhà em, bỗng nghe lòng yêu đuối thế kia. Và dù giận anh có mấy, em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh mà thôi. Và dẫu có vui buồn mỗi đêm
và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim. Và dù đêm kia có mấy, em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh mà thôi. Có những khi buồn ta giận nhau em khóc, chẳng nói với nhau một câu. Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc, đêm vắng mây trôi về đâu. Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng im trước sân nhà em, bỗng nghe lòng yêu đuối thế kia. Và dù giận anh có mấy, em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh mà thôi.